You're the one from West LA. Loves the summer days. Driving down the 101. I feel it. Hello everyone, so hôm nay đây sẽ là một cái makeup tutorial nữa dùng bảng mắt Modern Renaissance của Anastasia Beverly Hills. Và cái bảng mắt này thì quá ư là đẹp và rất là chất lượng. Cho các bạn xem màu nè. Cái này thì cũng rất là giống với cái tutorial lần trước Lily đi làm, nhưng mà hôm nay mình đánh hơi khác một tí bởi vì là nó a little bit more dramatic. Nếu mà các bạn thích kiểu makeup look này thì tiếp tục xem. Hôm nay thì Lily sẽ dùng Bourjois Healthy Mix Serum và Lily rất là thích cái sản phẩm này. Mặc dù là giá tiền thì hơi đắt một tí so với giá của drugstore, nhưng mà nó rất là tuyệt vời bởi vì cái chất của cái kem này rất là mỏng, mà nó độ che phủ thì rất là tuyệt vời. Bình thường thì đây cũng rất là hay quên dùng concealer, nhưng mà hôm nay thì mình nhớ, thành ra mình sẽ dùng. Và mình dùng Super Stay Better Skin của Maybelline, và cái này Lily được tặng. Màu của Lily là Light Medium. Lily rất là thích cái concealer này bởi vì cái chất của nó rất là lỏng, nhưng mà độ che phủ thì rất là tốt. Đến phần mắt hôm nay thì Lily sẽ dùng bảng màu Modern Renaissance của Anastasia, và Lily rất là thích cái bảng màu này. Điều duy nhất mà mình không thích là cái packaging, bởi vì nó là bằng velvet, thành ra là nó rất là dễ dơ, kiểu nó bám bụi rất là dễ. Nhưng mà màu thì rất là đẹp luôn, và không có một màu nào mà mình không thích hết. Đầu tiên để đánh mắt thì Lily sẽ dùng màu Raw Sienna này để đánh vào trong hốc mắt và tạo một cái base cho những cái màu nó chuyển đi đều hơn á. Và cái phấn này á, nếu mà các bạn nhìn kỹ thì thấy là chỉ cần chấm vào một chút xíu thôi là nó ra rất là nhiều và nó khá là bột. Nhưng mà khi đánh lên mắt thì cực kỳ đẹp và rất là mịn á. Độ pigment của cái bảng này thì miễn bàn luôn. Tiếp theo Lily sẽ đánh màu Red Ochre này. Và Lily chỉ đánh cái này ở trong phía trong của mắt và bên ngoài thôi. Còn cái chỗ ở giữa này mình sẽ chừa. Tiếp theo thì Lily sẽ trở lại màu Burnt Orange và đánh ở dưới cái mi mắt cho nó balance out, tại vì là cái này nó khá là smoky. Tiếp theo thì Lily sẽ dùng màu này là màu Primavera, là một cái màu nhũ cũng khá là trung tính, và đánh lên ở trên cái chỗ giữa này. Tiếp tục thì mình sẽ bấm mi và đánh mascara. Nên mình sẽ dùng cái bút này của Benefit và mình dùng màu số 4 để mình kẻ cái outline của cái lông mày. Lily sẽ dùng eyebrow pencil của Colourpop cho màu Dope Taupe để fill in cái chỗ này. Bây giờ thì Lily sẽ set cái foundation này với một cái hợp phấn của Hourglass. Đây là một cái limited edition của Sephora trong mùa holiday, và mở ra thì nó có đây là phấn phủ, bronzer and blush and highlighter. So hôm nay mình sẽ dùng cái phấn phủ này. For blush today thì Lily sẽ dùng cái phấn Rock Couture này của
Benefit và Lily rất là thích cái màu phấn này vì nó rất là trung tính và đánh bất kỳ màu nào cũng phù hợp. Mà lâu quá rồi mình không có dùng màu rất là lạ nữa. Nó kiểu như là hơi rosy nhưng mà rất là dễ đánh. Mình nghĩ là da của ai cũng sẽ phù hợp. Tiếp theo nữa thì Lily sẽ dùng bronzer của The Body Shop trong màu số 3 tên là Medium Matte. Và cái bronzer này nó cực kỳ mịn luôn. Và mình dùng để cho da nó ấm lên một tí, bởi vì đánh cái này không thì nó hơi trắng á. Hôm nay Lily sẽ thử 3 màu son, bởi vì mình nghĩ là 3 màu này đều rất là phù hợp với cái makeup look này. Và các bạn có thể cho mình biết là các bạn thích màu nào nhất nha. Và đầu tiên thì Lily sẽ dùng cái lip liner này của Sephora trong màu số 4 Creme de la Creme để line cái lip của mình. Màu đầu tiên mà Lily sẽ thử đó là màu Cool Girl của Too Faced. Và đây là một cái liquid lipstick mà mình rất là thích, bởi vì cái chất của nó rất là dễ chịu trên môi và màu này thì rất là lạ. Sẽ đánh trong ngày hôm nay đó là màu Ashton của Anastasia Beverly Hills. Màu này nó cũng rất là gần với cái màu Cool Girl của Too Faced nhưng mà nó hơi trầm một tí. Thank you các bạn đã coi video đến tận giây phút này. Các bạn đừng quên subscribe channel của mình để đón xem những video sắp tới, cũng như là subscribe cho vlog channel của mình để ủng hộ mình. Và chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Thanks for watching. Bye.